Phản ứng của Hồ Ngọc Hà khi bị đồn là người ép Minh Hằng rời khỏi The Face. Động thái đầu tiên của Hà Hồ lên trang cá nhân trước tin đồn không hay về mình ở The Face 2017. Vừa qua, khi Minh Hằng tuyên bố rút khỏi The Face 2017, đồng thời hé lộ rằng có người chèn ép không muốn cô xuất hiện cùng tại show truyền hình ăn khách này, thì ngay lập tức dư luận lại chỉ mũi dùi về phía Hà Hồ, huấn luyện viên The Face mùa 1 và cũng đồng thời đảm nhiệm luôn vị trí này trong mùa 2. Ngay lập tức, Hồ Ngọc Hà lại nhận được không ít gạch đá của cư dân mạng trước tin đồn chưa có chứng cứ xác thực này. Tuy nhiên, nhiều fan cũng ra sức bênh vực nữ hoàng giải trí và cho rằng giữa Hà Hồ và Minh Hằng từ trước đến nay không hề có hiềm khích, mối quan hệ tốt đẹp nên không có lý do gì để Hà Hồ lại làm điều đó. Bên cạnh đó, có ý kiến chỉ ra đây cũng có thể là chiêu trò của ban tổ chức nhằm gây chú ý cho The Face sắp lên sóng mùa 2. Trước hàng loạt tin đồn chẳng mấy tốt đẹp về mình, Hồ Ngọc Hà vẫn bình tĩnh như mọi lần, cô nàng chẳng tỏ ra khó chịu hay tức giận, biện minh hay giải thích, mà khá bình thản phớt lờ những lời chỉ trích. Hiện tại, nữ hoàng giải trí đang đi du lịch cùng cậu con trai Subel, tranh thủ thời gian tận hưởng cuộc sống. Cô nàng đăng tải những hình ảnh thảnh thơi của mình bên người thân khiến các fan cũng phần nào bớt lo lắng cho thần tượng của mình. Có vẻ như những điều tiếng xấu chẳng mấy ảnh hưởng đến cuộc sống của Hà Hồ. Hà Hồ đăng tải loạt ảnh du lịch cùng con trai giữa bão tin đồn cô chèn ép Minh Hằng ở The Face. Cô nàng chẳng có thời gian để tâm đến những tin đồn thất thiệt không đáng có. Bình an tận hưởng cuộc sống, nhiều fan cho rằng chẳng có lý do gì để Hà Hồ làm như thế. Và đây chỉ là chiêu trò của ban tổ chức. Hà Hồ đã học cách im lặng giữa thị phi, du lịch cùng cậu con trai Subel. Đây là tất cả những gì Hà Hồ quan tâm lúc này. Minh Hằng cũng đã vui vẻ trở lại và bận rộn với những dự án riêng của mình. Cát Phượng không dám đăng hình tượng Hoài Linh vì quá xấu. Bên cạnh đó, bức tượng của nữ diễn viên cũng đang nằm trong kho, vì theo lời Cát Phượng thì trông gớm hơn nhiều. Những ngày qua, câu chuyện về tượng sáp của Sao Việt nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Một số tượng của các nghệ sĩ danh tiếng như Hoài Linh, Việt Hương, Trấn Thành, Lệ Thủy nhận nhiều ý kiến trái chiều bởi trông không giống như thật. Mới đây, diễn viên Cát Phượng đăng hình cô chụp bên tượng sáp Hoài Linh kèm câu hỏi: "Tượng có bao nhiêu phần trăm giống người vậy toàn xã hội?" Phần lớn những phản hồi cho câu hỏi của Cát Phượng là chê tượng Hoài Linh xấu, không giống ngoài đời thật. Thậm chí nhiều người còn nhầm tưởng khuôn mặt tượng sáp nam danh hài với nghệ sĩ Hoài Tâm, ca sĩ Quốc Đại. Cát Phượng cũng chia sẻ cô được đúc tượng nhưng không dám đăng lên trang cá nhân vì tượng cô Cát còn gớm hơn nhiều hay chế sợ nhắc ma người ta giống mannequin. Trích lời Cát Phượng hồi đáp những bình luận mong muốn được nhìn thấy tượng sáp của cô. Trả lời cho một báo điện tử, nhà điêu khắc Thái Ngọc Bình cho biết trước đó, các nhà điêu khắc đã đến tận sân khấu để lấy số đo của danh hài Hoài Linh. Vì lịch làm việc quá bận rộn nên Hoài Linh không thể có mặt ở xưởng đúc. Sau đợt thử nghiệm, tượng của Hoài Linh được làm lại và ekip nhờ nam danh hài đến kiểm tra. Hoài Linh không thể đến nhưng vẫn cho phép sử dụng tượng trưng bày. Tuy nhiên, ekip vẫn quyết định đợi nam danh hài duyệt lần cuối chứ không trưng bày tùy tiện. Bên cạnh đó, tượng sáp cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng bị chê rất nhiều do không giống hình ảnh của nhân vật ngoài đời thật. Trả lời cho một báo điện tử, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh cho rằng bức tượng không thể hiện được những nét đặc trưng của nhạc sĩ như chiếc kính, dáng đứng và gương mặt, đặc biệt là đôi bàn tay rất đẹp. Tuy nhiên, phía gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không trách hờn gì các nghệ nhân hay ban tổ chức. Hiện tại, các nhà điêu khắc đang cố gắng kết hợp cùng người nhà cố nhạc sĩ để có được bức hình tượng chân thật nhất. Người đẹp tên Trinh khốn đốn vì những mối tình kiều nữ đại gia. Xinh đẹp nổi tiếng, nhưng ba kiều nữ tên Trinh của Sao Việt lại khá lận đận trên đường tình duyên. Không chỉ thế, những scandal khủng đã khiến họ không ít lần lao đao. Diễn viên Kiều Trinh. Cuộc đời của diễn viên Kiều Trinh còn ly kỳ hơn cả một tiểu thuyết diễm tình. Những long đong thử thách của cuộc đời mà chị đã trải qua khiến rất nhiều người phải rơi lệ. Ít ai có thể biết rằng, nàng bưng của Mùa Lên Châu với những vai diễn gay góc bạo liệt lại có một số phận bi thương đến như vậy. Kiều Trinh từng làm việc ở quán bar, dù công việc khá trong sạch nhưng nó cũng khiến Kiều Trinh gặp phải không ít điều tiếng thị phi. Kiều Trinh trải qua hai cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Chị bị chồng thứ hai đánh đến mất cả trí nhớ nhưng phải nói dối là tai nạn vì quan niệm xấu chàng hổ ai và vẫn còn khá nặng nề trong tư duy của chị. Khi sinh đứa con gái thứ hai, Kiều Trinh một mình lâm bồn, tự tay ký giấy đảm bảo sức khỏe. Sinh con được vài giờ, chị ôm con bắt xe về quê, nhìn mặt mẹ lần cuối. Rồi không một ngày ở cử, Kiều Trinh lại phải lo hậu sự cho mẹ.
Cuộc sống hiện tại của mẹ con Kiều Trinh đã bớt khó khăn, ngoài công việc đóng phim, chị còn nhận thêm may vá để trang trải cuộc sống. Diễn viên Việt Trinh và hai đại gia mang án tử. Vào thập niên 90 của thế kỷ 20, Việt Trinh nổi đình đám trong làng giải trí Việt. Tuy nhiên, danh tiếng của chị bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi dính líu đến hai siêu lừa đảo là Phạm Duy Phước và Trần Văn Giao. Dù chỉ là tin đồn, nhưng mối quan hệ với hai vị đại gia này cũng làm tiêu tan sự nghiệp của Việt Trinh. Chị gần như biến mất khỏi làng giải trí và chỉ trở lại khi dư luận đã bắt đầu quên những gì xảy ra với Việt Trinh ngày nào. Sau khi một thời gian vắng bóng, năm 2010, Việt Trinh, cái tên từng nổi đình đám trong làng phim thị trường, trở lại làng giải trí khiến nhiều người ngỡ ngàng. Lúc này chị đã làm bà mẹ đơn thân và là một đạo diễn năng động, điềm đạm và dễ gần. Ngọc Trinh, nữ hoàng nội y hay nữ hoàng thị phi? Ngọc Trinh nổi tiếng với những xuất hình bikini nóng bỏng. Không chỉ thế, nữ hoàng nội y còn tạo bão trên mạng cộng đồng với những phát ngôn cực sốc kiểu như yêu mà không có tiền thì cặp đất mà ăn, hay yêu tôi tốn kém lắm. Với khối tài sản kếch xù sau vài năm xuất hiện trong làng giải trí, cuộc sống hiện tại của Ngọc Trinh như một bà hoàng. Tuy nhiên, con đường tình duyên của Ngọc Trinh vô cùng lận đận. Nữ hoàng nội y có mối tình kéo dài gần 8 năm với đại gia giàu có, với thân phận một kẻ thứ ba. Có lẽ hơn ai hết, Ngọc Trinh hiểu được nỗi cực nhục của những cô gái trót làm kẻ thứ ba, xen vào hạnh phúc của người khác. Sau bao hứa hẹn, Ngọc Trinh và người tình giấu mặt cũng đường ai nấy đi. Cách đây không lâu, cộng đồng mạng lại xôn xao khi tỷ phú Hoàng Kiều công khai chuyện tình cảm với diễn viên Vòng Eo 56. Chuyện tình ồn ào của hai người làm tốn khá nhiều giấy mực của báo chí. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn mặn nồng, Hoàng Kiều bất ngờ tuyên bố chia tay một cách đầy phũ phàng với Ngọc Trinh. Mặt quá sexy đi diễn và hành động của Công Vinh khiến Thủy Tiên càng diễn bốc lửa hơn trước ngàn khán giả. Thủy Tiên mặc sexy diễn bốc lửa trước hàng ngàn khán giả, làm náo loạn cả sân khấu. Nữ ca sĩ còn được ông xã Công Vinh hộ tống chu đáo khiến cô cảm thấy tự tin hơn. Tối qua, trong một sự kiện dành cho giới trẻ yêu thể thao, ca sĩ Thủy Tiên xuất hiện đầy cuốn hút và nóng bỏng với trang phục không thể sexy hơn nữa. Thủy Tiên chứng tỏ mình luôn ở vị trí độc quyền của hình ảnh nữ nghệ sĩ có phong cách trình diễn quyến rũ, vào loại bậc nhất của showbiz Việt. Đặc biệt hơn, tối qua Công Vinh gây bất ngờ khi xuất hiện bên cạnh Thủy Tiên, hộ tống nữ ca sĩ đi diễn. Công Vinh vẫn ân cần thể hiện sự quan tâm dành cho vợ như trước. Đã rất nhiều lần Công Vinh âm thầm phía sau ủng hộ vợ. Điều này mang lại nhiều hạnh phúc và sự tự tin cho Thủy Tiên trước khi bước lên sân khấu. Là ca sĩ đình đám với hàng loạt bài hit mới trong thời gian gần đây, Thủy Tiên dành tặng hàng nghìn khán giả ở sân vận động quân khu 7 hai ca khúc mới phong cách nhạc đen cực kỳ sôi động bắt tai, đó là ca khúc Em Không Còn Buồn Đâu và Em Đã Yêu. Giọng hát này càng khỏe và lôi cuốn người nghe. Thủy Tiên đã làm nóng hẳn lên không khí sự kiện tại sân vận động và hàng nghìn khán giả đã hát theo hit của nữ nghệ sĩ quyến rũ này. Nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt, Thủy Tiên dành tặng thêm bản nhạc pop ballad Dành Cả Thanh Xuân Để Yêu Ai Đó như một lời cảm ơn đến khán giả. Xuất hiện cùng nhiều cái tên hot trong làng giải trí, nhưng Thủy Tiên vẫn tạo ra ấn tượng riêng cho mình, không chỉ với các ca khúc hit gần như độc quyền của mình, mà chính ở hình ảnh bốc lửa. Một nữ chủ nhân quyền lực trong mái ấm hạnh phúc, cùng chồng là cầu thủ nổi tiếng Công Vinh. Dù bây giờ cả hai đã có con, nhưng sức hút cặp đôi này không hề giảm. Vì vậy, mỗi lần cái tên Thủy Tiên được nhắc đến, khán giả lại tò mò thêm. Nghệ sĩ ưu tú Duy Thanh qua đời ở tuổi 61 vì bệnh ung thư. Nghệ sĩ ưu tú Duy Thanh đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 19h35, ngày 14 tháng 4, tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội vì căn bệnh ung thư quái ác. Anh Trung, em trai của nghệ sĩ ưu tú Duy Thanh, thông báo anh trai vừa qua đời lúc 19h35 tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư. Người thân, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả khắp nơi đều vô cùng đau xót và thương tiếc trước sự ra đi của một người nghệ sĩ tài năng, tận tụy và đam mê với nghề. Nghệ sĩ Duy Thanh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều vai diễn phản diện trong các bộ phim được yêu thích như Săn Bắt Cướp, Ngọn Đèn Trong Mơ, Giáng Sĩ Bồ Đề, Đất Và Người, Khi Đàn Chim Trở Về và Chạy Án. Ông phát hiện bị bệnh ung thư vào giữa năm 2012 khi vừa ký hợp đồng quay phim Tam Giác Vàng. Bộ phim gần nhất mà nghệ sĩ Duy Thanh tham gia là Lựa Chọn Cuối Cùng của đạo diễn Vũ Hồng Sơn. Hình ảnh nghệ sĩ khi ở trong bệnh viện điều trị, dù sức khỏe giảm sút, sụt cân nhiều, nhưng ông vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan và vui vẻ.